第七十二天，ngày bảy hai. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Cho mình cappuccino. thủy Dương, bạn thì sao? Cái uống thuế dáng nhỉ nơ cái quá khá bù chí nùa chứ dáng nỉ chí nùa chứ Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tiếng Trung của bạn thật tốt.

của bạn thì sao? Nhì đó nữa. Người Việt Nam đại bộ phận đều. Yêu nà rến đa bộ phận đâu? Ừ, vì rất tiện. Ừ, vì rất tiện. thêm bạn WeChat đi. Cha Weixin rồi phải không? Khờ là bà. Muốn uống chút gì không? khách một chút việc nhỏ này. Đây đến nhỏ Nhân viên phục vụ, người phục vụ. Phục vụ viên. Làm phiền qua đây một chút. Má phản của lái xả. Thực đơn của quán chúng tôi. 我们店的菜单。两位，想要喝什么？